aespa chỉ mất một ngày để vượt qua Blackpink. Các cô gái aespa đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng sau màn trở lại vào tháng 7 này. Mặc dù chỉ mới ra mắt album mới một ngày, nhưng aespa đã phá vỡ kỷ lục doanh thu cả tuần đối với một nghệ sĩ nữ K-pop. Vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, aespa đã có màn quay lại đầy bùng nổ, thỏa mãn sự mong ngóng bấy lâu của người hâm mộ với mini album thứ hai mang tên Girls và ca khúc chủ đề cùng tên. Ngay khi ra mắt, album đã được fan hâm mộ săn đón một cách nhiệt tình. Đến ngày 10 tháng 7, Hanteo Chart, bảng xếp hạng thống kê số lượng bán đĩa vật lý của các idol xứ Hàn, đã đưa ra một công bố khiến công chúng sửng sốt. Chỉ trong ngày đầu tiên mở bán, mini album này đã bán được 806.891 bản. Đây là một con số cực khủng trong lịch sử âm nhạc K-pop, phá vỡ mọi kỷ lục đã được xác lập trước đó. Với số liệu này, Girls của aespa đã phá đổ kỷ lục trước đó của nhóm. Mini album đầu tay của bốn cô gái xinh đẹp Service bán được 276.877 bản trong tuần đầu tiên, trong khi album thứ hai chỉ mất một ngày để vượt qua con số đó hơn 3 lần. Đây là một sự tiến bộ vượt bậc thành công đáng tự hào của các cô gái nhà SM Entertainment. Hơn thế, với con số hơn 800.000 bản bán ra, Girls của aespa đã giúp họ vượt qua Blackpink, bán được 589.310 bản với The Album trong ngày bán hàng đầu tiên vào năm 2020. Nhóm nhạc nữ tài năng này đã lập kỷ lục mới về doanh số ngày đầu tiên cao nhất so với bất kỳ nữ nghệ sĩ trong lịch sử Hanteo. Bên cạnh đó, aespa cũng đã trở thành nữ nghệ sĩ có doanh thu tuần đầu tiên cao nhất trong lịch sử Hanteo. Chỉ trong vòng một ngày, Girls đã phá vỡ kỷ lục trước đó do Lisa của Blackpink nắm giữ. Người có album solo đầu tay là Lisa bán được 736.221 bản trong tuần đầu tiên phát hành. Kỷ lục trước đó của các nhóm nhạc nữ được nắm giữ bởi The Album của Blackpink và đã bán được tổng cộng 689.066 bản trong tuần đầu tiên. Con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa khi album vẫn đang mở bán và doanh thu tuần đầu tiên chắc chắn sẽ chạm ngưỡng đáng để trầm trồ. Kể cả đem ra so sánh với các nhóm nhạc nam, aespa vẫn có thể chễm chệ đứng top, là nhóm nhạc có doanh thu ngày đầu tiên cao thứ tư trong lịch sử Hanteo, chỉ sau BTS, Seventeen và TXT. Như vậy có thể nói, aespa chỉ mất một ngày để vượt qua những thành tích của đàn chị trước đó. Với tiềm năng lớn cũng như những bước tiến có vẻ sẽ ngày càng rộng mở trong tương lai, nhóm nhạc nữ này đã sẵn sàng để trở thành hiện tượng đình đám mới của nền âm nhạc đầy tính cạnh tranh xứ Kim Chi. aespa được thành lập năm 2020 dưới quản lý của ông lớn SM Entertainment, nhóm gồm bốn cô gái tài năng và xinh đẹp Karina, Giselle, Winter và Ninin. Ngay khi ra mắt với đĩa đơn đầu tay Black Mamba, nhóm đã gây được tiếng vang lớn. Bên cạnh tài năng nổi bật, ở từng thành viên cũng như ngoại hình xinh đẹp, sự nổi tiếng và sức hút của aespa có được một phần là đến từ sự ưu ái mà công ty chủ quản SM Entertainment bằng những đặc quyền riêng biệt. Hợp đồng với Warner Records. Warner Records là hãng thu âm lớn của Mỹ với nhiều ngôi sao đình đám như Bella Bros, Dua Lipa hay thậm chí là Madonna. Đặc biệt tháng 6 năm nay, Warner Records đã chính thức xuất hiện thêm một gương mặt mới đến từ K-pop và không ai khác chính là aespa. Bốn cô nàng nhà SM chính là ngôi sao đầu tiên của K-pop về dưới trướng công ty này. SM chia sẻ rằng thỏa thuận bao gồm việc phân phối âm nhạc và quảng bá cho aespa ở Mỹ. Mini album song ngữ Girls vừa mới ra mắt, góp phần đưa tên tuổi aespa đến gần hơn với khán giả thế giới. Xuất hiện trên các chương trình truyền hình Mỹ là hoạt động đầu tiên cho những nhóm nhạc nhắm tới việc Mỹ tiến. Vốn chỉ là tân binh 2 năm tuổi, aespa đã có vinh dự tham dự khá nhiều show đình đám bên Mỹ như The Kelly Clarkson Show, The Nick Cannon Show và The Daily Show with Trevor Noah. So với những nhóm nhạc cùng thời, aespa chính là những cô nàng đầu tiên xuất hiện trên các chương trình truyền hình lớn của Mỹ. Trình diễn tại Coachella. Coachella là lễ hội âm nhạc lớn tại Mỹ, là nơi rất nhiều thần tượng K-pop mong muốn được biểu diễn. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 6 nghệ sĩ K-pop trình diễn tại Coachella như 2NE1, Blackpink, Jackson Kwang. Trong số đó, chị aespa là nhóm nhạc có tuổi nghề nhỏ nhất được xuất hiện trên sân khấu hành tráng này. Bốn cô nàng cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên biểu diễn tại cuộc diễu hành Mercy Tangi Finde lần thứ 95 ở New York, Mỹ. Phát biểu tại diễn đàn của Liên Hợp Quốc. Mới đây, aespa khiến con dân vô cùng tự hào khi trở thành diễn giả toàn cầu phát biểu tại Diễn đàn cấp cao về phát triển bền vững 2022 của Liên Hợp Quốc. Nhóm cũng đã trình diễn tiết mục thú vị trước các quan khách. Đây là một vinh dự vô cùng lớn lao của nhóm nhạc nữ chỉ mới ra mắt được 2 năm. Trước đó, BTS là cái tên nhận được vinh dự này và giờ đây, một tân binh Gen 4 tiếp bước.